À, xin chào các bạn, video này Giang sẽ hướng dẫn cho các bạn cách lập trình giao tiếp BIT16F87BA với lại máy tính thông qua cổng nối tiếp hay còn được gọi là cổng COM. Thì để làm cái phần này chúng ta cần phải viết một cái phần mềm chạy trên máy tính. Thì để viết phần mềm đó mình sử dụng công cụ là Qt Creator để mình viết phần mềm. Và ngôn ngữ mình sử dụng là ngôn ngữ C cộng. Thì mình đã có tạo riêng một loạt video để hướng dẫn lập trình giao diện trên Qt C cộng. Thì bạn nào quan tâm có thể theo dõi. Thì lợi thế của các bạn sử dụng Qt đó là nó đa nền, tức là các bạn có thể lập trình cho nhiều nền tảng, nhiều hệ điều hành khác nhau. Thì ở đây mình sẽ lập trình cái giao diện điều khiển trên máy tính trước bằng Qt. Thì chúng ta mở Qt lên. Ở đây đang sử dụng là Qt 5. Thì từ phiên bản 5.1 trở lên, Qt nó hỗ trợ cho chúng ta lập trình cái cổng nối tiếp. Còn các bạn sử dụng phiên bản thấp hơn Qt 5.1 hoặc là Qt 4 thì các bạn có thể download cái thư viện bên ngoài để các bạn add vào. Nên nó sẽ giúp cho các bạn giao tiếp cổng COM. Thì cái đó mình sẽ hướng dẫn sau. Ở đây mình sẽ tạo một cái project mới. Chọn loại project là Qt Widget Application. Rồi đây là cái đường dẫn mà mình sẽ load cái project của chúng ta. Ở đây mình đặt tên project là giao tiếp với bit 16F877A. Thì bài này mình sẽ làm một cái giao diện đơn giản nè. À, để thiết kế giao diện thì các bạn chọn vào cái thư mục form ở đây. À, đây là toàn bộ project của chúng ta này. Nó chia làm nhiều thư mục header để chứa các cái file .h, source để chứa các cái file mã nguồn .cpp và cái thư mục form để chứa các cái giao diện mà chúng ta sẽ thiết kế giao diện. Cái form đó trên cái ngôn ngữ khác gọi là form. Thì cách thiết kế giao diện cũng hết sức trực quan và đơn giản, các bạn chỉ cần kéo kéo cái đối tượng ở trên cái thanh toolbox này, kéo thả sang cái form bên này để chúng ta thiết kế giao diện. Nó hỗ trợ cho chúng ta rất là nhiều cái đối tượng khác nhau, đều là cái thông dụng ở trên Windows, ở trên máy tính nói chung luôn, như là textbox hoặc là nhãn rồi nút nhấn vân vân. Thì ở bài này mình cần cái nút nhấn thôi. À, cho nên mình sẽ kéo cái nút nhấn. Ở đây nút nhấn là bớt button. Để tìm nhanh các bạn gõ trên cái chỗ filter của nó. Filter các bạn có thể gõ vào là button. Nó sẽ tìm ra cho các bạn cái điều khiển nào mà nó có cái tên là button trong đó. Ở đây mình cần cái nút nhấn bớt button. Ở đây chẳng hạn như mình tạo ba cái nút nhấn đi. Mình đổi dòng chữ hiển thị trên nút nhấn bằng cách double click vào nó và gõ vào. Ví dụ mình đổi là thành ở đây là nút led 1, đây là nút led 2 và đây là nút led 3. Thì ở đây mình dự định mình sẽ tạo ra ba cái nút nhấn, và khi mình nhấn vào nút led 1 chẳng hạn thì nó sẽ gửi một cái mã lệnh sang cho vi điều khiển. Và vi điều khiển nó sẽ dựa vào cái mã lệnh đó và nó điều khiển cái thiết bị ngoại vi kết nối với nó. Ví dụ như đơn giản thôi, để mình vẽ cái mạch luôn ha. Đơn giản là mình sẽ kết nối vi điều khiển bit 16F887 hay 16F877A với lại ba cái bóng đèn led. Rồi mình sẽ dùng ba cái nút nhấn để bật tắt ba cái bóng đèn led đó. Bit 16F877A điện trở led.
Mình thiết kế một cái mạch điện gồm có vi điều khiển 3 bóng led ha. Và mình làm một cái giao diện trên máy tính. Cái giao diện này sẽ có 3 cái nút nhấn. Và khi mình kết nối cái bo mạch của mình vào máy tính thông qua cái cổng COM. Và mình chạy cái giao diện này lên và mình nhấn vào cái nút tương ứng, ví dụ nhấn nút led 1 thì bóng đèn led ở đây nó sẽ sáng lên. Hoặc là nếu nó đang sáng thì nó sẽ tắt đi. Tương tự như vậy, cái nút led 2, led 3 sẽ điều khiển hai bóng led tiếp theo. Đó, ý tưởng là như vậy thôi. Thì các bạn xem cái cách mà mình làm ha. Thì ở đây mình đã tạo được ba cái nút nhấn là led 1, led 2, led 3 rồi. Và mình đã đổi cái nhãn cho nó hiển thị cho đúng. Bây giờ mình sẽ đổi thêm cái tên của nó để lúc lập trình đó mình gõ cái tên mình nhận biết được là mình đang lập trình cho cái nút nào. Thì ở đây cái nút led 1 mình sẽ đặt tên cho nó là BTN led 1. Tương tự như vậy, nút led 2 mình sẽ đặt tên cho nó là BTN led 2. Led 3 là BTN led 3. Rồi, để viết code thì các bạn chọn qua cái mục là edit. Sau đó mở cái file code lên để viết thôi. Chúng ta sẽ viết trong file main window và file main window.cpp, thường là như vậy. Rồi, đối với bài này chúng ta có sử dụng cái thư viện Serial Board để giao tiếp nối tiếp. Thì chúng ta mở cái file .pro lên. Bài này chúng ta add thêm cái thư viện đó vào. Ở đây các bạn có thể gõ là qt cộng bằng serial board. Tại vì mặc định cái thư viện serial board này nó không được thêm vào, nó có hỗ trợ nhưng mà nó chưa thêm vào project cho chúng ta, cho nên chúng ta phải thêm nó vào bằng cái lệnh này trong cái file .pro nha các bạn. Bây giờ mở file main window.cpp lên, chúng ta sẽ viết code trong cái file này. Đầu tiên chúng ta phải include qt serial board. Không thì include qt serial board thôi. Chúng ta sẽ tạo mới một cái cổng nối tiếp. Khai báo một cái biến cổng nối tiếp ha. Đặt tên là serial board. Chúng ta sẽ tạo mới. Thì đây là cái hàm khởi tạo của cái main window. Main window là cái cửa sổ của chúng ta đó. Cái hàm khởi tạo thì nó sẽ được chạy đầu tiên. Cho nên mình muốn là mình sẽ tạo mới một cái cổng serial board và mình mở cái cổng đó lên. Thì mình sẽ viết ở trong cái hàm khởi tạo của main window. Bằng new vserial board. Thì đây là câu lệnh dùng để tạo mới một cái cổng serial board. Tiếp theo chúng ta sẽ đặt cài đặt cái thông số cho nó. Đây là tạo mới một cổng serial board. Tiếp theo chúng ta sẽ cài đặt cái thông số. Thì các bạn nhớ khi mà giao tiếp nối tiếp thì các bạn phải đối với chuẩn UART hoặc là RS232 thì các bạn phải cài đặt tốc độ baud này, số bit dữ liệu, số bit parity, số bit stop. Serial board chấm baud rate, hành set baud rate ha, để chúng ta đặt cái tốc độ baud. Baud rate là 9600 baud, mà chúng ta truyền ở tốc độ 9600 baud. Số bit dữ liệu set data bit. Số bit dữ liệu sẽ là 8 bit.
Data tóm đây. Verity, chúng ta có sử dụng kiểm tra chẵn lẻ không? Thì ở đây mình không sử dụng kiểm tra chẵn lẻ. Chọn là no parity. Và một bit stop. One stop, à, một bit stop. Như vậy là ở đây chúng ta đã cài đặt được các cái thông số là tốc độ bao là 9600 bao 8 bit dữ liệu, không sử dụng bit parity và một bit stop. Thì cái thông số này các bạn phải chọn tương ứng, một lát nữa các bạn lập trình cho video khiển cái thông số này nó phải tương ứng với nhau, tốc độ bao, số bit dữ liệu, bit parity và số bit stop giữa phần mềm trên máy tính và video khiển nó phải khớp với nhau. Ở đây sử dụng 9600 baud thì sang video khiển các bạn phải lập trình cho nó truyền nhận ở tốc độ 9600 baud. Còn ở đây các bạn sử dụng một tốc độ nào khác thì tương ứng lúc mà lập trình cho video khiển các bạn phải đặt cái thông số baud rate nó tương ứng, tốc độ baud tương ứng. Rồi, sau đó chúng ta sẽ mở cái cổng com ra. Sau khi đặt cái thông số rồi chúng ta sẽ dùng cái hàm open, dùng cái phương thức open để chúng ta mở ra, mở cổng com ra. Thì mở ở đây chúng ta xem mở cổng com ở chế độ nào, đọc hay là ghi. Thì ở đây chúng ta thấy cái giao diện của chúng ta nó sẽ gửi một cái mã số gì đó sang cho video khiển và video khiển nó dựa vào cái mã mà cái giao diện của chúng ta nó gửi xuống đó, nó sẽ bật tắt tương ứng cái ngoại vi kết nối với nó. Thì ở đây mình thấy cái phần mềm của mình nó chỉ có chức năng là gửi dữ liệu đi thôi, cho nên ở đây có thể là mình chỉ mở nó ở chế độ là write only thôi, để nó chỉ ghi dữ liệu thôi, nó không có nhận dữ liệu gì về hết, hoặc là ở chế độ read write cũng được. Thì ở đây mình sẽ chọn chế độ là write only. Và các bạn nhớ phải đóng, đã có mở công com thì phải có đóng nó lại. Thì để đóng nó lại mình sẽ viết trong cái hàm hủy của lớp main window. Thì cái hàm này nó sẽ được chạy khi mà các bạn đóng cái cửa sổ main window lại thì nó sẽ chạy cái hàm này. Cho nên chúng ta sẽ viết cái hàm đóng cộng serial port ở trong cái hàm này, hàm hủy luôn. Rồi, thì chúng ta chỉ cần gọi cái phương thức close của nó ra thôi. Bây giờ chúng ta sẽ lập trình cho các cái nút nhấn. Thì các bạn mở lại cái giao diện lên. Bây giờ chúng ta lập trình cho nút led 1 thì các bạn click chuột phải vào nút led 1, chọn là go to slot, chọn là click kẹt. Ok. Thì khi mà mình viết code ở đây á, thì khi mà người dùng người ta click lên cái nút mà led 1 này nè, thì toàn bộ code ở dưới cái slot click kẹt nó sẽ được chạy. Đó, ở dưới cái slot này nó sẽ được chạy. Toàn bộ code ở đây nó sẽ được chạy nè. Thì ở đây mình làm đơn giản nữa là khi mà nhấn lên cái nút led 1 thì mình sẽ gửi. Gửi xuống cho video khiển một cái chuỗi là con số 1. Một cái chuỗi là con số 1. Tương tự như vậy ở cái nút led 2. Go to slot click it. Ok, thì mình sẽ gửi là một cái chuỗi là con số 2. Tương tự như vậy cho cái nút số 3 là con số 3. Đó. Thì ba cái nút nhấn nó sẽ gửi xuống ba con số khác nhau.
Thì ở dưới cái firmware dưới video điều khiển mình sẽ xét là con số nào được gửi xuống, và mình biết là cái nút nhấn tương ứng nào đã được nhấn chưa. À, ở trên đây mình quên một cái nữa, đó là mở cái cổng com nào nữa. À, trên máy tính có nhiều cổng com, chúng ta phải mở cái cổng com nào. Thì chúng ta sẽ sử dụng cái phương thức là set board name. Ở đây mình sẽ mở cổng com 1. Rồi thêm vào một cái thông số nữa là cổng com 1 này. Tốc độ bao là 9600 bao, 8 bit dữ liệu, không sử dụng bit parity, 1 bit stop. Ok. Rồi, thì về cái phần mềm trên máy tính thì nhiêu đây thôi. Chúng ta sẽ chạy thử lên xem nó có chạy được chưa. Đó, thì các bạn thấy cái giao diện của mình nó đã chạy được lên rồi. À, bây giờ mình sẽ đi viết code cho video khiển. À, cái phần mạch này nó vẫn còn thiếu, một lát mình sẽ bổ sung sau. Đó là nó còn thiếu là kết nối với cổng com nữa. Bây giờ chúng ta sẽ đi viết code trước đi. Còn cái về cái phần cứng, phần kết nối thì mình sẽ nói sau. Mình tạo một cái project mới. Chọn Wi điều khiển là bit 16 F877A. Rồi, cái thư mục này mình sẽ đặt tên là giao tiếp PC. Đây là giao tiếp với PC. Tần số thạch ảnh mình sử dụng là 20 m. Đầu tiên sẽ là tắt chế độ ADC đi đúng không? Không sử dụng chế độ ADC, cho thanh ghi ADCON 1 O với 0x07. Tiếp theo là chúng ta phải gọi cái hàm khởi tạo URT, URT 1 in. Tốc độ bao là 9600 bao. Rồi sau đó mình sẽ đi cấu hình cho cái chân của bọc B. Thì chân của bọc B chúng ta nối với led đúng không? Chúng ta sẽ cho bọc B là output đi, cho nguyên cả bọc là output. Bọc B là ngõ ra, bằng cách cho thanh ghi tương ứng với bọc B là trích B bằng 0x00. Và chúng ta sẽ tắt tất cả các led bằng cách là cho bọc B bằng 0x00. Thì nó sẽ tắt cả ba bốn đèn led luôn. Rồi ở đây chúng ta trong vòng lặp while một chúng ta sẽ xét if URT 1 data ready. Chúng ta kiểm tra xem có dữ liệu nhận được trên máy tính gửi xuống không. Rồi nếu mà có thì chúng ta làm gì nữa? Chúng ta sẽ đọc dữ liệu đúng không? Và chúng ta gán vào một cái byte. Ví dụ. Bài B đi. Mình tạo một cái biến kiểu tra B. B sẽ bằng URT1 read. Thì ở đây chữ hoa chữ thương gì cũng được ha. Microsoft nó không có phân biệt chữ hoa chữ thương.
Sau đó chúng ta sẽ xét xem B nhận được là cái gì. Thì chúng ta sẽ sử dụng switch B. K. Trường hợp thứ nhất chúng ta nhận được cái chuỗi là 1. Thì chúng ta sẽ đảo cái bit nối vào chân RB0 đúng không? Để cho nếu mà bóng đèn led ở đây nè mà nó đang tắt thì nó sẽ sáng lên, còn nếu nó sáng thì nó sẽ tắt đi ha. Bọc B chấm bit thứ 0 sẽ bằng node của bọc B chấm bit thứ 0. Đảo trạng thái của bóng đèn led. Đảo trạng thái của bóng đèn led thứ nhất đúng không? Đó. Sau đó chúng ta press. Tương tự như vậy chúng ta có trường hợp K2. À đây chúng ta so sánh với ký tự à, ký tự thì dùng vô nháy đơn thôi. K2 thì bóng đèn tiếp theo là B. Bọc B chấm bit thứ 1. Đây là bọc B chấm bit thứ 1. Đây là led 2. Tương tự như vậy. Chúng ta có ở đây là số 3, tương ứng là led thứ 3. Và nó là bọc B chấm bit thứ 2. Rồi bây giờ mình biên dịch chương trình. Chương trình biên dịch thành công. À, mình nạp cái chương trình này cho bit. Tần số đất anh mình sử dụng là 20 m. Giao tiếp PC đây. Ok. À, bây giờ để hai cái này giao tiếp được với nhau à, thì mình cần có cái cổng COM. Ở trên Rotate các bạn sẽ lấy thêm cái cổng COM ra. Thì ở đây mình lấy cái cổng COM ra rồi à, mình sẽ nối chân RXD của cái cổng COM này với lại chân RXD, đây chân RX đây của bit, và chân TX với lại tương ứng với lại chân TX à. Mới nãy là dân lập trình trong Vita là dân chọn cổng COM bao nhiêu? COM 1 đúng không? COM 1. Thì ở đây để cho hai cái cổng COM giữa cái phần mềm trên Vita này và cái phần mềm Rotate nó hiểu nhau đó, thì chúng ta cần tạo ra một cặp cổng COM ảo, và cặp cổng COM ảo đó phải được kết nối với nhau. Thì ở đây chúng ta sẽ sử dụng cái phần mềm là V2 Serial Port Driver để chúng ta tạo cổng COM ảo và kết nối cổng COM ảo. Thì ở đây sau khi cài xong và chạy cái phần mềm này lên thì nó nhận trên máy của dân hiện đang có là 3 cổng COM, và nó cho phép tạo thêm cái cặp cổng COM ảo. Ở đây nó sẽ tạo cho mình cặp cổng COM 1 và cổng COM 2. Nhấn vào nút Add B nó sẽ thêm COM 1, COM 2, đồng thời hai cổng COM này được nối với nhau luôn. Thì ở trên Vt dân đã lập trình gửi dữ liệu ra cái cổng COM 1 rồi. Ở trên Rotate dân sẽ nhận về bằng cái cổng COM 2 à, tại vì hai cổng COM này đã được nối thông với nhau. Thì ở đây dân chọn là cổng COM 2. Tốc độ bao là 9600 bao. Tốc độ bao phải tương ứng với nhau à. Ok. À, bây giờ dân sẽ chạy chạy cái phần mềm trên Vt. Và chúng ta sẽ chạy cái phần mềm Rotate lên.
À, lúc này các bạn thấy mới ban đầu các đèn led sẽ tắt. À, mình nhấn vào nút led 1. Các bạn thấy thì khi mà nhấn led 1 thì trên cái giao diện này nó sẽ gửi một cái mã là cái chuỗi 1 đúng không? Một cái ký tự là ký tự 1 xuống cho vi điều khiển thông qua cái cổng com này. Vi điều khiển nó sẽ nhận về và nó sẽ bật cái bóng đèn led lên. À, nhấn vào nút led 2 thì nó sẽ gửi cái ký tự 2. Ký tự 2 này gửi ra cái cổng tương tự như vậy, nó gửi ra cái cổng com 1 đó các bạn. À, và do cổng com 1 được nối thông với cổng com 2. À, cổng com 2 chính là cổng com này. Và nó nhận về vi điều khiển và nó sẽ vi điều khiển nó sẽ bật cái bóng đèn led 2 lên tương tự như vậy cho led 3. À, nhấn lần nữa thì nó tắt. Đúng chưa? Đó. Rồi nói thêm cho các bạn thêm một chút xíu nữa. À, đó là trên Bluetooth thì chúng ta kết nối đơn giản như thế này. À, kết nối đơn giản như thế này. Nhưng mà thực tế các bạn không thể kết nối trực tiếp cái I/O của vi điều khiển với lại cái ngõ cái chân của công com được. À, tại sao lại như vậy? Thì tại vì con bit của chúng ta, thì nó sử dụng chuẩn logic, các bạn biết là mức 0 nó là 0V đúng không? Còn mức 1 là 5V. Nhưng mà cái chuẩn RS232 của chúng ta thì nó sử dụng một cái chuẩn logic khác, đó là mức 1 của nó là khoảng trừ 12V. Còn mức 0 của nó là khoảng cộng 12V. À, như vậy nếu mà các bạn nối trực tiếp vô thì nó sẽ làm hỏng hỏng cái con vi điều khiển của chúng ta. Chúng ta không thể nối trực tiếp được. À, chúng ta chỉ nối trực tiếp ở đây trong trường hợp chúng ta mô phỏng thôi. À, thì thực tế người ta nối như thế nào? Thì người ta sẽ sử dụng thêm một cái con IC nữa để chuyển đổi mức logic. À, đó là con IC MAX232. Thì các bạn thấy đây là con vi điều khiển này, microcontroller này, và đây là cái cổng com của cái máy tính. Chúng ta muốn kết nối truyền dữ liệu giữa cổng com và vi điều khiển thì ở giữa hai cái này phải có một cái con IC chuyển đổi mức logic, đó là con MAX232. Thì MAX232 này nó hoạt động ở điện áp nguồn là 5V và các bạn chỉ cần khoảng 4 cái tụ điện để nó hoạt động thôi, nó cần mắc thêm 4 cái tụ điện nữa. Cái tụ này chỉ là tụ lọc nguồn thôi. À, thì nó sẽ giúp chúng ta chuyển đổi mức logic. À, hai cái mức này nó sẽ chuyển đổi qua lại với nhau thông qua cái con IC này. Đó là cái thứ nhất. Tuy nhiên cái cổng com này, các bạn chỉ thấy trên một số máy bàn cũ, máy PC cũ đó nó mới có cái cổng com chính chân này. Thì đa số bây giờ các bạn sử dụng máy laptop, cái cổng com này nó không còn nữa. Người ta không có gắn cái cổng com này trên máy laptop tại vì nó kích thước của nó lớn. Thì lúc đó các bạn có thể làm như sau ha. Các bạn sẽ mua thêm một cái sợi cáp chuyển đổi từ cổng USB sang cái cổng com và các bạn cắm vào máy tính. Thì lúc đó các bạn có thể sử dụng cái đầu cổng com này để các bạn giao tiếp với điều khiển bình thường. Khi các bạn cắm vào máy tính, các bạn cài đặt driver thì nó sẽ nhận cái cáp này dưới dạng một cái cổng com. Và các bạn không cần quan tâm gì đến cái chuẩn USB cả. À, các bạn lập trình đơn thuần là các bạn chỉ lập trình cho cái cổng com thôi. Đó. Và nếu mà các bạn sử dụng loại cáp này thì cái ngõ ra ở đây vẫn là ngõ ra ở của cái chuẩn RS232 nha, và các bạn vẫn cần phải có cái con IC MAX232 để chúng ta chuyển đổi mức logic để chúng ta có thể kết nối với vi điều khiển. Hoặc là một cái loại nữa, đó là một cái bo mạch, loại bo mạch mà người ta đã làm sẵn rồi, người ta bán. Thì đây là cái bo mạch mà chuyển đổi trực tiếp từ cái cổng USB sang cái chuẩn là UART luôn, và chúng ta có thể kết nối cái ngõ ra này trực tiếp với lại vi điều khiển được, không cần phải thông qua cái con IC MAX232 để chuyển đổi mức logic nữa. À, thì tùy tùy theo nhu cầu mà các bạn sử dụng, có nhiều cách khác nhau.
Nhưng mà nói chung là cái phần cứng nó có thay đổi như thế nào thì phần mềm chúng ta học ở đây làm dòng muốn hướng dẫn các bạn viết phần mềm đó, thì cái phần cứng nó có như thế nào đi nữa thì cái phần mềm của chúng ta nó vẫn không thay đổi, ok, nó vẫn như thế này thôi là có thể giao tiếp được rồi. Đó, thì qua cái bài này chúng ta làm một cái bài tập đơn giản để chúng ta biết được cách gửi dữ liệu từ trên máy tính xuống cái bo mạch của chúng ta. Chúng ta chỉ mới gửi được một chiều rồi đúng không? Từ trên máy tính xuống bo mạch thôi. Chiều còn lại, ví dụ chúng ta cần đo đạt cái thông số gì đó, chúng ta gửi ngược trở lên lại máy tính. Thì cái đó chúng ta chưa có làm được. Thì phần đó Giang sẽ hướng dẫn cho các bạn sau. Video này của mình đến đây là hết. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.